chưa rồi trong chú la liền luôn cái băng chài. Hải Công Công, cái băng chài là cái gì vậy Hải Công Công? Dạ, cái băng chài là cái bàn chải đó, mà tại vì nó không có vô cái nút nhạc. Mà công chúa nè, có chuyện gì mà la sùm vậy? Trời đất ơi, đang ngủ à? Kìa, đêm đã khuya, hồng lạp bắt đầu le lói lung linh. Sao công chúa không chịu nghỉ an giấc mà la sùm làm công công chạy công đuôi vậy hả công chúa? Hãy Công Công à, nghe nè, bây giờ á hả, ta xem ngươi như là tỷ với muội, bây giờ thân rồi, phải nói thiệt. Công công thấy sắc diện của ta như thế nào? Trời ơi, tự nhiên cái này kêu nhìn sắc diện hả? Đây, để công công nhìn coi. Trời đất ơi! Dữ vậy công chúa? Hải Công Công, cái gì? Nói cái gì mà như nói tiếng chim không có hiểu. Sao da vàng tựa mít nghệ, mặt có thì xanh như tàu lá chuối vậy? Bộ xấu dữ lắm hả? Xuống sắc dữ lắm luôn á. Hèn chi. Sao vậy? Mấy nay phò mã cứ thờ ơ với ta. Vậy thì đúng rồi. Đúng cái gì? Đúng cái gì vậy? Hả? Công chúa, hôm bữa lỡ sao tự nhiên hên đi ngang qua cái khuôn viên, chạy lại đứng ngay cái gốc mít, cái tự nhiên thấy ngang phò mã nói chuyện với ả ta. Ả nào? Wow, trời ơi, nếu ta không cần chúa thì nó biết ả nào không? Ả nào? Thì ả đó đó. Ả nào? Mẹ của phò mã đó. Ôi, phu nhân nói chuyện với phò mã về con bé Diễm Quỳnh á. Nói vậy nè, hỏi à, con à, Diễm Quỳnh á, lúc này nó ăn uống được không? Nó khỏe không? Mẹ gán mẹ chăm lo cho nó hen. Mẹ con nói chuyện với nhau thì đâu có cái gì đâu, đúng không? Nhưng mà con Diễm Quỳnh nó chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà này thôi. Mắc cái chứng gì mà quan tâm tới nó dữ vậy? Mà quan trọng á nhen, đàn bà phụ nữ ăn uống không có được thì cũng lạ lắm mà nghe. Là bị cái gì vậy? Chuyện lắm vậy nha. Kể từ lúc nghe tin Diễm Quỳnh, thần cứ luôn nghĩ suy. Công công ngày đêm ăn uống chẳng ngon, nên suốt đêm ta theo ta rình. Lúc trực tối trong cung vắng người, thần lướt theo chàng ta. Mới hay thì ra phò mã với con kia, hai đứa đang trong đêm ứ ừ. Công nương ơi, thương cho phận hồng nhan mà phải cam mộc sân. Nên bây giờ đây thần liều quyết tâm, đem báo cho công nương rõ tường. Đó. Hỡi trời hỡi hay thương xót giùm, lòng của con quặn đau. Phú làng đành tâm mèo ma gá đông, ôi nghĩ thôi chân tài quéo vội. Thời nay trăm người như một, họ cưới mình về bỏ đó mèo ăn. Tối ngày hết xỉn rồi sai hết ăn rồi nhậu, nhậu xong rồi ngủ. Thân phận cu đây là cành vàng lá ngọc, mà không coi trọng chỉ khoái lang bang. Lên pha lén phén với cái dạng đầu đường quá hèn khó dại. Cục vàng trong tay nó tưởng là cục đất ngoài đường mà tưởng là kim cương. Sao công chúa? Đem con Diễm Quỳnh ra đây cho ta. Diễm Quỳnh ra đây.
đỡ thì ra ở đỡ đi. Mày đặt giật chồng của người ta hả mày? Cái con này kia cũng mày giật chồng của người ta có chừng tao hả mày? Ba nghe mày giật chồng của bà công chúa cho giật chồng tao mày chết hả mày? Con nhà ngươi là Diễm Quỳnh. Dạ. Ngẩng mặt lên cho ta xem. Ngước lên. Gu của chồng ta là gì? Kỳ. Diễm Quỳnh. Dạ. Nói cho ta biết quan hệ của người và chồng ta là như thế nào. Dạ thưa công chúa, thần là người ở đỡ cho phò mã từ nhỏ cho đến lớn. Thanh mai trúc mã nữa. Trời ơi, con quỷ này mày ở đỡ mà mày giật chồng người ta hả mày? Trời dạ. Ơi, tao ghét mày quá, tao nhìn mày tao ghét quá trời. Bay đâu, đem ra kẹp tay nó cho ta. Quang. Dạ. Kẹp tay hả? Xưa rồi. Bây đâu, đem đồ nghề ra đây cho ta. Rút móng à. Người ngón chân đen xì thấy ghê. Ngón thứ nhất ta cắt cho lòi già. Ngón thứ hai ta cắt cho lũi dần. Xong rồi rút móng ra. Mười ngón chân thêm mười ngón tay. Ngón kế tiếp ta cắt sâu thật sâu. Ngón tiếp theo ta rút luôn ra ngoài. Xong rồi ta nặng chanh vàng. Hình người ta đó. Không em chỉ xử có vài con nô tì thôi mà. Diễm Quỳnh, công chúa mày đang gây ra chuyện này không? Ai biểu chồng lén quen với nó rồi thờ ơ với em. Công chúa, đối với Diễm Quỳnh mà nàng hành xử như vậy, nàng quá thật là tàn nhẫn độc ác. Lão tiến đi. Công chúa. Giáo trái gì cái đối mặt cùng ông, tôi đã có đủ chân lý của một quan tòa thẩm vấn tên tội phạm thì đừng ông ơi, đừng nói chi thêm những lời đường mật để tiếp tục ru tôi vào cơn đam mê điên loạn. Khi giữa tôi và ông chỉ còn một con đường duy nhất là đường ông đi đường tội tôi bước đôi ngả chia ly. Hai phương trời ly biệt. Chỉ tại tôi dạy tôi ngu nên bây giờ ân hận. Ai xui gặp gỡ nhau chi, ai xui gặp gỡ làm gì. Tự tình đã lỡ duyên tơ ngờ ngàn. Tôi như một giấc chiêm bao. Ai ơi non mòn biển càng gì đâu. Lòng ta mang nặng mỗi sầu gì đâu. Nên nỗi đổi thương ra. Thôi đi. Trời ơi, công chúa ác quá vậy. Dẹp cái trò điên trò khùng. Có hát phát cho dài ra làm ta hát theo muốn chết luôn vậy. Dẹp cái trò điên trò khùng của hai người đi. Phò mã. Ta nói cho các người biết, Diễm Quỳnh là kẻ ăn người ở trong gia đình ta. Ta và Diễm Quỳnh không có chuyện gì cả. Dạ, phò mã không có gì, chỉ có bầu. Gì có bầu? Đó, cái bụng nó lúp lúp vậy đó, nó bự bự vậy, nhọn nhọn vậy, thế nào sinh con trai cho coi. À, chuyện này á, do Diễm Quỳnh thất tình, lén trốn ta đi uống rượu, uống nhiều quá, sơ gan cổ trướng, bụng trình hình như vậy đó. Vậy con Phồn Mã, tại sao Phồn Mã lại tránh xa em như vậy? Ta bị bệnh đậu mùa. Ủa? Cái mặt thấy gớm nè, thấy không? Dạ. Uống ta lây cho hai người không? Dạ, đừng có lây cho em xấu. Em quên. Chuyện ác của các người, tự lo mà giải quyết. Dạ. Phò mã ơi. Diễm Quỳnh à. Dạ. Người có sao không? Dạ thần không sao. Không sao thì tốt. Đi về giặt cho ta mấy bộ đồ. Nhanh lên. Trời ơi, nghe câu nói thôi lạnh sống lưng quá hả? Con nhỏ bị cúc mông nặng chanh như còn giặt đồ nó, tội nghiệp nhỏ dạ, quá. Dạ đâu có ác nhiều đâu. Mà
mà cũng tại công chúa thôi. Thần nói đâu có cái gì đâu mà tự nhiên đem người ta ra gút móng con người ta hả? Thì cái công công hồi nãy công công kể chuyện kêu rình mò vậy làm ta tưởng. Tưởng cái gì, tại công chúa thôi đó. Thần không biết đâu, ngày mai bị đuổi việc rồi đó. Nhưng mà bây giờ phò mã ghét ta rồi, ta sống ở đây để làm gì nữa? Công chúa định làm gì vậy? Thôi, chắc ta phải khăn gói về với cung đình của ta thôi. Công công nhở, người hãy lấy giấy viết ra cho ta, viết một lá thư tiễn biệt về. Giấy thì có nè, mà không lấy cái viết nào cũng hết mực luôn rồi. Hết mực do sao? Dạ, mà thần nghĩ vậy nè, phò mã giận quá đi, cho nên công chúa phải viết bằng máu thì lá thư mới có được cái giá trị của nó. Huyết thư à? Dạ. Được, ta viết đi. Dạ. Khoan, ta... khoan, đừng, thần sợ máu lắm. Thần thấy máu cái là tự nhiên cái thần chóng mặt, thần xỉu liền ha. Thôi, thần không dám nhìn đâu, công chúa viết đi nha. Để ta... Dạ. Viết xong nói em nha, em sợ máu lắm đó. Xong em đưa cho phò mã nè. Ta viết đó nha. À, các bạn hôm nay cái phần diễn hai bạn rất là hoạt náo dễ thương, rất là vui. Miko á, từ đầu tới giờ nhiều số rồi, bạn theo Hoàng Hải rất lãng ý, và tôi nghĩ là cặp đôi chúng ta nên sẽ gắn kết hơn nữa và nhiều cái gì mới lạ hơn nữa đem đến cho chương trình hấp dẫn hơn. Dạ, vâng. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Xin cảm ơn. Thật ra thì đối với Hoàng Hải, tiết tấu rất là nhanh. Cái bạn ấy bẩm sinh trong cái cơ thể và cái cơ địa được rèn luyện về vũ đạo á, cho nên bạn diễn sẽ rất là nhanh, và tôi rất lo là Miko không thể nào theo kịp. Nhưng mà chính cái sự nhanh của bạn đến mức mà người ta không đoán được bạn làm cái gì, nhưng Miko theo kịp, đó là một cái sự không phải là nỗ lực nữa, mà là sự cố gắng đến 200% để hợp với người bạn diễn của mình. Cái ông thái giám này không có làm cho chị nhìn thấy nó ghê, mà em biết là một cái hình ảnh khác hẳn luôn, mà tả hình y như hát kinh kịch. Mấy người mà tao giật cái mặt kia nè, má cái giọng mà cao nó kia, đúng rồi, cái giọng cao em làm y chang kìa luôn đó Hải, mà mệt dễ sợ luôn. Chị coi em mà chị mệt thở hết không còn tâm trí luôn. Việt cảm ơn ban giám khảo Việt Hương, bởi vì từ những số đầu á, Việt Hương đã góp ý hai em là từng tóc tai cho đến quần áo phải chỉnh chu, và ngày hôm nay Miko Lan Trinh rất là đẹp, tiếng nói sân khấu của em hôm nay cũng rất là đẹp. Cái giọng nói của em ngày hôm nay nó ra được cái chất nhõng nhẽo rồi đỏng đảnh. Chị tin vô được đó là một nàng công chúa. Một cái đặc biệt nữa chị quý ở Hoàng Hải cái chỗ này nè, em hay sáng tác ra những cái câu hát để phục vụ cho cái bài thi của em. Điều đó rất quý bởi vì em đã sử dụng chất xám em rất nhiều. Và vòng này em xin được phép chọn cặp đôi của anh Thanh Bạch và chị Việt Hương. 19.75. Còn bây giờ là thời gian dành cho khán giả của trường quay. Xin mời. Số điểm từ phía khán giả 9.6.